Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh khẳng định, sau hơn 26 năm, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều gương tập thể cá nhân, các mô hình thi đua sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh vực, qua đó đi đầu phải kể đến phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ tập trung trí tuệ tham gia ý kiến xác thực và bổ ích đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết trao đổi kinh nghiệm khiêm tốn học hỏi lẫn nhau để sau đại hội lần này vườn hoa quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố sẽ xuất hiện thêm nhiều đơn vị quyết thắng nhiều chiến sĩ thi đua nhiều gương người tốt việc tốt đóng góp vào phong trào thi đua chung của thành phố Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố lần thứ bảy giai đoạn 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố. Đại hội là dịp để thành phố tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, nhân rộng những nhân viên những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp hiệu quả trong thời gian tới nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố ngày càng phát triển toàn diện có chiều sâu thực sự là động lực thúc đẩy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển thành phố đại hội cũng đã nghe các tham luận của các đơn vị địa phương qua đó làm rõ những khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng góp phần định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới